Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine sẽ được đưa ra trong tháng tới và Kyiv thực sự không tìm cách kéo dài tình trạng thù địch trong những năm tới. Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố được đưa ra vào ngày 27 tháng 6 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Bruxelles để ký thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu-EU nhằm đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kyiv, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và đào tạo. Ông Zelensky nói, Ukraine không muốn kéo dài cuộc chiến, chúng tôi không muốn kéo dài nó trong nhiều năm. Chúng tôi đã có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường, chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng. Tổng thống Ukraine hiếm hoi thừa nhận mức độ thiệt hại và thương vong trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm. Nhưng ông không cung cấp số liệu cụ thể. Ukraine từ lâu đã giữ im lặng về con số thương vong phải gánh chịu, thay vào đó khẳng định nước này đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Hồi tháng 2 năm nay, ông Zelensky cho hay ít nhất 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong suốt 2 năm xung đột. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính Kyiv đã thiệt hại 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5. Người tiền nhiệm của ông Belousov là ông Sergei Shoigu từng tuyên bố hồi tháng 2 rằng Ukraine đã mất hơn 440.000 binh sĩ kể từ khi bùng nổ xung đột với Nga. Trong khi đó, theo thông tin từ phía Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ không thể theo dõi số vũ khí trị giá 62 triệu đô la Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Theo hãng tin RT, đây là kết luận được Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra sau khi đánh giá xem liệu Bộ Quốc phòng Mỹ có giám sát hiệu quả các hạng mục quốc phòng viện trợ cho quân đội Ukraine hay không. Cơ quan giám sát phát hiện, tính đến cuối tháng 11 năm 2023, tổng cộng 62,2 triệu đô la Mỹ thiết bị đã bị thiếu. Trong số này có các thiết bị nhìn ban đêm, tên lửa chống tăng Javelin và các đơn vị phóng tên lửa. Cũng theo báo cáo, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ ODC ở Ukraine không thể xác định được thiết bị nào trong số này đã bị mất và thiết bị nào đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine cũng chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng cho vấn đề này. Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ hợp tác với Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Ukraine để cung cấp thiết bị và huấn luyện cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga. Quân đội Ukraine báo cáo với Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ về việc sử dụng các thiết bị do Mỹ cung cấp. Hồi tháng 1 năm nay, Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Lầu Năm Góc đã không theo dõi chính xác số vật tư quân sự trị giá 1 tỷ đô la Mỹ được chuyển cho Ukraine và phần lớn các thiết bị được gửi đã quá hạn. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm nay, Washington đã cung cấp khoảng 51,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược, tên lửa phòng không, đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp, xe tăng và trực thăng. Thưa quý vị, hai cố vấn chủ chốt cho ông Donald Trump vừa trình lên cựu Tổng thống Mỹ bản kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine trong xung đột vũ trang với Nga nếu như ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Nội dung dự thảo này có chi tiết yêu cầu Ukraine chấp nhận hòa đàm với Nga thì mới mong nhận được thêm vũ khí của Mỹ. Theo kế hoạch do ông Keith Kellogg và Fred Flake vạch ra, trong quá trình đàm phán hòa bình, sẽ có lệnh ngừng bắn dựa trên chiến tuyến áp đảo. Ông Kellogg và Flake từng làm tránh văn phòng trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Flake cho biết, cựu Tổng thống phản ứng một cách tích cực trước đề xuất đó. Chiến lược do ông Kellogg và Flake vạch ra là kế hoạch chi tiết nhất của đội ngũ trợ lý ông Trump, người từng phát ngôn rằng mình có thể nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine nếu ông đánh bại Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử. Đề xuất trên cũng sẽ đánh dấu một bước dịch chuyển lớn trong quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột vũ trang này và dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối từ các nước đồng minh châu Âu cũng như trong nội bộ Đảng Cộng hòa của ông Trump. Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền dự kiến trong tương lai của ông Trump đưa ra cũng vẫn phải phản ánh thực tế trên chiến trường. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, giá trị của bất cứ kế hoạch nào đều nằm ở những sự tinh tế và trong việc tính tới trạng thái thực sự trên thực địa. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã và vẫn đề ngỏ cho thương lượng tính đến hiện trạng trên thực địa.
Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên, một cơ sở nghiên cứu thân với ông Trump, nơi ông Kellogg và Flake nắm giữ chức vụ quản lý, đã xuất bản một bài nghiên cứu, trong đó vạch ra những yếu tố chủ chốt của bản kế hoạch nói trên. Điều cốt yếu là đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nhanh chóng nếu ông Trump giành được chiến thắng trong bầu cử. Ông Kellogg nói, chúng tôi nói với người Ukraine rằng, quý vị phải ngồi vào bàn đàm phán, nếu quý vị không chịu ngồi thì sự ủng hộ từ nước Mỹ sẽ cạn kiệt. Và chúng tôi cũng sẽ nói với ông Putin rằng, ông ấy phải ngồi vào bàn đàm phán. Nếu ngài không ngồi vào bàn đàm phán, thì chúng tôi sẽ trao cho người Ukraine mọi thứ mà họ cần để đối phó với quân đội Nga trên chiến trường. Theo bài nghiên cứu do Viện Trên đăng tải, Moscow sẽ được thuyết phục hòa đàm với lời hứa sẽ trì hoãn việc kết nạp Ukraine và NATO trong một thời gian dài. Ông Flake cho biết, trong kế hoạch này, Ukraine không cần phải chính thức nhượng lãnh thổ cho Nga, nhưng Ukraine ít khả năng giành lại quyền kiểm soát hiệu quả đối với tất cả các lãnh thổ của mình trong thời gian gần. Trong tháng 6 này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc xung đột giữa hai nước sẽ chấm dứt nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận trao cho Nga 4 tỉnh miền Đông và miền Nam mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022, cũng như thừa nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Một số nhà phân tích phương Tây quan ngại rằng kế hoạch của hai ông Kellogg và Flake có khả năng mang lại cho Nga lợi thế đáng kể trong cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Thưa quý vị, tại hội nghị hòa bình diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận Kiev muốn Moscow ngồi vào bàn đàm phán khi Ukraine ở vị thế thương lượng mạnh mẽ hơn. Theo đài RT của Nga, phát biểu với truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock vào ngày cuối cùng của hội nghị, ông Kuleba thừa nhận rằng cả hai bên xung đột sẽ cần phải ngồi vào bàn đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình chắc chắn. Ông Kuleba tuyên bố, ý tưởng là hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ là đặt dấu chấm cho cuộc xung đột. Và tất nhiên, chúng tôi cũng cần đối phương ngồi vào bàn đàm phán. Rõ ràng là cả hai bên đều cần chấm dứt chiến tranh. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng Ukraine ở vị thế mạnh nhất vào thời điểm đó. Ông Kuleba cũng nhấn mạnh, Ukraine hiểu rõ rằng sẽ đến lúc cần phải đàm phán với Nga. Nga, quốc gia đã không được mời tham dự sự kiện này, đã mô tả hội nghị hòa bình Ukraine là vô nghĩa. Theo Moscow, Kiev và các quốc gia phương Tây không muốn xem xét các điều khoản của Nga. Hội nghị chủ yếu xoay quanh công thức hòa bình gồm 10 điểm do nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Moscow đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này. Phát biểu với truyền thông tại hội nghị, ông Kuleba lưu ý rằng một số quốc gia ngoài châu Âu và Bắc Mỹ có những quan điểm khác về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Kuleba nói, hôm qua có những tiếng nói từ Nam Bán Cầu về những thỏa hiệp khó khăn cần phải thực hiện. Đây không phải là quan điểm mà chúng tôi nghe được từ các đối tác phương Tây. Theo danh sách được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, trong số 92 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh, chỉ có 78 quốc gia ký và thông cáo cuối cùng. Một số nước tham dự cho rằng lẽ ra Nga nên có mặt tại bàn đàm phán. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng thân Faisal bin Farhan Ansar cho biết tại sự kiện rằng bất cứ tiến triển có ý nghĩa nào hướng tới hòa bình cũng sẽ có sự tham gia của Nga cũng như sự thỏa hiệp khó khăn giữa các bên. Ả Rập Xê Út đã không ký vào thông cáo cuối cùng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tái khẳng định sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình như đã làm vào mùa xuân năm 2022 khi Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo xung đột có thể leo thang ra ngoài biên giới Ukraine và có khả năng gây ra cuộc xung đột toàn cầu liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Fidan cho biết đó là lý do tại sao kế hoạch hòa bình của Ukraine cũng như các điều khoản được Nga nhắc lại gần đây là những bước đi quan trọng và là tia hy vọng cuối cùng có thể chấm dứt đổ máu. Tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Nga khi ông Putin vẫn đang nắm quyền. Điều 1 trong sắc lệnh số 679 được Tổng thống Zelensky ký cho hay, Ukraine quyết định rằng việc tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cho biết, Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy hòa bình thông qua ngoại giao trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và phản đối mọi nỗ lực leo thang thù địch hoặc bôi nhọ Bắc Kinh về lập trường của nước này.
Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Trung Quốc gián tiếp tham gia vào cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev khi được cho là đã không hạn chế việc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga. Các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí, huấn luyện và thông tin tình báo cho Kiev, nhưng tuyên bố họ không tham gia vào cuộc xung đột. Phát biểu ngày 24 tháng 6 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết, mục tiêu của Bắc Kinh là tránh mở rộng và gia tăng xung đột, giảm bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Tập nói thêm, Trung Quốc phản đối một số người đang lấy cớ thương mại Trung-Nga bình thường để chuyển hướng sự chú ý và bôi nhọ Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine theo cách riêng của mình. Đầu tháng này, Thụy Sĩ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình theo yêu cầu của Kiev. Nga không được mời, khiến Trung Quốc cũng từ chối tham gia. Ông Duda bày tỏ hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ đóng vai trò giải quyết xung đột phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Ba Lan là nước láng giềng, có biên giới giáp Ukraine, cũng được coi là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Tổng thống Ba Lan cho biết ông đã giải thích lập trường của Warsaw với ông Tập Cận Bình, bao gồm cả việc nước này phản đối việc thay đổi biên giới quốc gia bằng lực lượng quân sự. Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ cách phương Tây gắn ghép cuộc xung đột Ukraine, vốn coi đây là hành động xâm lược vô cớ của Nga. Thay vào đó, Bắc Kinh coi việc mở rộng NATO ở châu Âu là nguyên nhân chính. Họ cũng đã nhiều lần kêu gọi các nước khác từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và tránh trò chơi có tổng bằng không trong quan hệ đối ngoại. Theo hai nhà lãnh đạo, cuộc đàm phán Ba Lan-Trung Quốc kéo dài khoảng 4 giờ và tập trung vào các vấn đề song phương, bao gồm việc nới lỏng các quy định về thị thực và sự tham gia của Ba Lan vào sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng áp lực lên Nga vẫn tiếp tục gia tăng sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ hồi giữa tháng 6. Phát biểu trong tối ngày 25 tháng 6, Tổng thống Zelensky nói, sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đã có thêm 8 quốc gia ký thông cáo chung và chúng tôi đang gia tăng áp lực lên Nga nhằm mục đích kết thúc cuộc xung đột này. Chúng tôi đang thành lập các nhóm và sớm nhất vào tháng 7, chúng tôi sẽ đưa ra những chi tiết cụ thể mới nhằm đạt được hòa bình. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng, việc chính thức bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu-EU là một kết quả lịch sử. Ông cam kết Ukraine chắc chắn sẽ làm mọi thứ cần thiết để vượt qua từng chương trong quan hệ với EU và tạo ra một thỏa thuận gia nhập. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 ở Thụy Sĩ. Danh sách tham dự sự kiện được công bố ngày 14 tháng 6, bao gồm hơn 90 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Nga, Trung Quốc, Belarus, Ai Cập, Iran, Cuba không tham dự. Lúc đầu, thông cáo chung của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình được 80 quốc gia và 4 tổ chức ủng hộ, nhưng sau đó một số quốc gia đã rút lại quyết định, còn một số ký bổ sung. Ukraine và các nước đồng minh không thể thuyết phục được những quốc gia trung lập lớn ký vào tuyên bố chung cuối cùng.